Tâm xin chào bạn đang xem cái đoạn clip này nha. Lúc này là Tâm chuẩn bị nấu món thạch rau câu trái cây. Đó. Thì bạn sẽ chuẩn bị trái cây như là táo, dâu tây, nho. Nó đại khái một số loại trái cây mà mình có thể làm kết hợp mà nấu rau câu ấy. Đó, thì bạn chuẩn bị ha. Thì cái bữa này là Tâm chuẩn bị táo. Mình sẽ rửa táo rồi gọt vỏ, lấy hột. Xong rồi cắt lát lát ra như vậy ha. Món này bạn dùng vào buổi trưa nắng nóng là rất là phù hợp luôn á. Mà ăn cũng ngon nữa. Rồi, xong rồi bạn sẽ chuẩn bị một cái nồi cho nước vô, bắt lên bếp. Rồi mình cho một ít đường mía hạt thủ ô, hoặc là đường nào đó tự nhiên, hoặc là mạch nha, đều được nha. Rồi mình cho một xíu muối cho nó dương hóa cái món này hơn. Đó. Rồi bạn chuẩn bị một ít bột sắn, khoảng tầm hơn một muỗng canh bột sắn dây. Bạn khuấy đánh tan ra như vậy và sau đó cho vô cái nồi nước và khuấy. Đó, khuấy lên cho nó đặc sệt sệt lại. Rồi mình cho táo vô ha. Rồi bạn để lửa nhỏ nhỏ thôi nha, vừa nhỏ nhỏ thôi. Rồi bạn đảo qua đảo lại, xong rồi khoảng tầm 3-4 phút nữa rồi mình tắt bếp là được nha. Sau đó bạn để nguội một chút rồi mình cho ra dĩa như vậy. Đó, bạn có thể ăn ấm ấm luôn, ăn nóng ấm ấm như vậy luôn, hoặc là mình cho vô ngăn mát tủ lạnh nha. Cho vô ngăn mát tủ lạnh cho nó lạnh lạnh một chút, ăn rất là ngon luôn á. Cái phần trên đó là hạt chia nha, bạn có thể rắc hạt chia hoặc là không đều được. Bên nhóm của Tâm có cung cấp bột sắn hữu cơ cho bạn làm ra cái món thạch này, rồi có hạt chia nữa. Bạn cần thì nhắn cho tụi mình nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều.